Rồi, xin chào mọi người nha. Đó, lâu lắm rồi thì mới quay lại ha, cho mọi người xem ít lan ở trong vườn nha mọi người. Đó thì hiện tại thì bắt đầu vào cái mùa hoa của lan rừng nha mọi người. Đó, hoa lan rừng. Hôm nay là tháng 2 rồi. Đó thì cũng có loài thì nó ngót nghét, nó cũng ra nụ rồi. Đó, đây cho tới tháng 4, tháng 5 ha. Thì bắt đầu là hổ hồng cam nè, hải âu, hải yến, rồi giả hạt. Đó, những cái loại đó nó sẽ bắt đầu nó ra nụ và ra nó hình thành hoa. Đó, hiện tại thì trong vườn cái loại nó ra sớm nhất là hổ hồng cam nha mọi người nha. Cũng được một vài giò, nó bắt đầu nó sắp hoa rồi. Đó, thì hôm nay có cái giò này nó đẹp nè ha. Đó, tranh thủ quay cho mọi người xem. Đó, đây có phía trên ha, nó có cái giả hạt 5 cánh trắng hồng hồng. Loài này thì nó nở sung nè. Nay là vẫn còn sung. Đó, thì nó nở rất đẹp nha mọi người nha. Cũng có vài chậu ở 5 cánh trắng hồng hồng, nó cũng nở một loạt luôn. Hổ hồng cam. Cây này thì cũng được 5-6 ngọn hoa vậy mọi người. Nó nở như thế này là không phải nở một lần nè ha. Những cái nhánh nó sẽ ra trước nè, có những cái nhánh nó sẽ ra sau ha mọi người ha. Đó, để mình ngắm liên tục, nào nó ăn nắng nhiều thì nó ra trước. Có những cái nhánh ở phía dưới nè, nó mát ha, từ từ nó sẽ ra thôi. Đó, mọi người thấy ngọn hoa cũ cũng rất là nhiều. Đó, cái bụi này em trồng thì nó cũng lâu năm rồi mọi người. Đó, nhìn rất là phê. Mọi người thì cứ đam mê thì cứ tự mình chăm ha, sẽ được cái giò lan đẹp thôi. Đó thì có một vài giò nó ăn nắng ha, nó ăn nắng nhiều và nó ăn nắng trực tiếp thì nó sẽ ra sớm ha. Đó, để em quay một số cái giò khác cho mọi người xem. Đó, đây là 5 cánh trắng hồng hồng nè. Mọi người thấy không? Nở rất là sai hoa luôn. Đây có ngọc điểm nở muộn nè. Đó. Trên đây có một cái giò hổ hồng cam nữa mọi người. Đó. Này, nó cũng ra được vài ngọn hoa nè. Đó, đây. Đó, nói chung là cái giò nào nó trên cao hơn, ăn nắng nhiều thì nó sẽ ra sớm mọi người nha. Đây nữa nè. Đó. Này, có những giò cũng gần đó nhưng mà nó cũng chưa thấy nụ. Đó, mọi người thấy không? Đây nữa nè. Đó, nó vẫn chưa thấy nụ nha mọi người.
Đó, và đặc biệt là những cái giò mà mọi người mới mua ha, mới mua về ghép thì mùa này nó sẽ ra ra rất là nhiều ha. Nó nghịch khí hậu đó là nó sẽ ra nhiều hơn. Đó, cũng còn rất là nhiều cái giò nó ra nụ dài ha, nụ ngắn rồi cũng chưa ra nụ gì. Đó. Nói chung là cũng không có đều lắm ha mọi người. Nó tùy cái khu vực mình treo với lại là phân thuốc ấy. Đó, mỗi cái lượng khu vực nó mỗi khác nha. Ăn nhiều ăn ít ha, nắng ít nó nhiều thì nó ăn phân khác nhau. Đó, có những cái giò mà mới trồng ha thì nó cũng bắt đầu ra nụ mọi người. Nè mọi người thấy không? Đó. Đó, đây là những cái giò mới trồng nè, mọi người thấy không? Nó mới có ra rễ à. Nhưng mà hoa lại nó ra. Thì khi nào mà nó sai hoa thì em sẽ quay cho mọi người xem nha. Đó. Đây là những cái giò ở trong mát nè mọi người nè. Ở trong mát thì nó sẽ lá nó sẽ tốt ha. Có thể là nụ nó sẽ ra sẽ rất là trễ luôn. Chỉ ra lá thôi. Tập trung nuôi lá thôi mọi người. Đây, giò này thì trồng mát nè, nó rất là ít hoa, giờ em đem treo ra nắng nè. Đó thì hy vọng là năm nay nó sẽ tức hả, ra hoa nhiều hơn mọi người. Đó. Nói chung là khi nào nó ra nụ ra hoa đều đẹp thì em sẽ quay cho mọi người xem. Đây nữa. Thì em sưu tầm những cái giò hổ hoàng cam á, có mì con rất là đẹp ha. Rồi hôm nay thì có một số cái giò hổ hoàng cam ha, nó ra nụ á, thì em quay cho mọi người xem thôi để biết là nó đây bắt đầu là mùa của hổ hoàng cam nha mọi người nha. Hải yến đồ thì chưa. Đó. Thì có thể là cuối mùa của hổ hoàng cam này là đầu mùa của hải yến nha mọi người. Cỡ tháng 4 á là hải yến nó ra rất là nhiều. Đó. Khi nào có dấu hiệu thì em sẽ quay ha cho mọi người xem và mình coi lại cái hổ hoàng cam hay là hải yến của nhà mình á. Đó, nó có dấu hiệu không? Mọi người cùng ngắm hoa ha mọi người ha. Rồi. Xin chào tất cả mọi người nha.